Sản phẩm hồng sâm gươm sâm được trồng trong điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng lý tưởng nhất Hàn Quốc. Nghệ nhân sâm trồng ở gươm sâm có hàm lượng chất chinsenoside cao gấp 1.7 đến 2 lần so với nhân sâm của các vùng khác. Hồng sâm có các tác dụng tăng cường khả năng miễn dịch, lưu thông tuần hoàn máu, cải thiện tình trạng kiệt sức, tăng cường trí nhớ, cải thiện chức năng sinh lý, ngăn ngừa các bệnh người già. Ngoài ra, cao sâm còn có tác dụng hỗ trợ giúp ngăn ngừa và điều trị ung thư. Sản phẩm gươm sâm thích hợp cho mọi đối tượng và có nhiều loại để quý vị lựa chọn như hồng sâm cao cốt, sâm nước, sâm viên, trà sâm, sâm lát tẩm mật ong và kẹo sâm không đường. Mọi chi tiết xin liên lạc International Home Shopping 1-888-688-2999. Thưa quý vị, 1.500 năm trước, người Tây Tạng đã biết dùng đông trùng hạ thảo để bồi bổ sức khỏe. Xuất xứ từ vùng Hy Mã Lạp Sơn, đông trùng hạ thảo 950 đã được đưa sang nuôi trồng và chế xuất hoàn toàn tại Mỹ và được Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ chứng nhận là organic 100%. Qua bao nhiêu năm thử nghiệm, đông trùng hạ thảo 950 đã đạt được một số công dụng cụ thể như tăng cường sinh lực, chống mệt mỏi, tăng cường sức miễn nhiễm, chống bệnh tật, tăng cường chức năng của phổi, giúp cho việc hít thở điều hòa và nhẹ nhàng, tăng cường chức năng của thận, chống đi tiểu đêm và giúp cho giấc ngủ êm đềm. Thưa quý vị, mỗi ngày chỉ cần 1 đến 2 viên đông trùng hạ thảo 950 chính là dược liệu thiên nhiên quý giá, bồi dưỡng sức khỏe, thích hợp với mọi lứa tuổi. Mọi chi tiết xin liên lạc International Home Shopping 1-888-688-2999. Tìm lại Tuổi Xuân phát hành live từ 4 giờ đến 5 giờ thứ hai đến thứ sáu trên channel 18.11 miền Nam California, Galaxy 19 Uno IPTV, YouTube và SET app. Ngoài mục tiêu tìm kiếm những sản phẩm uy tín đạt chất lượng cao, Tìm lại Tuổi Xuân còn kết hợp với các nhà sản xuất, nhà tài trợ, nhà quảng cáo của đài với mong muốn mang lại niềm vui trọn vẹn hơn đến với khán thính giả đã đặt niềm tin vào chương trình bằng những món quà thiết thực và giá trị. Gọi vào giờ vàng của Tìm lại Tuổi Xuân 888-680-6689. Quý vị có thêm nhiều quà hơn, vui hơn, tiết kiệm hơn, as much as you can, quà càng nhiều càng tốt. Thanh Thúy xin kính chào quý vị đến với chương trình Tìm lại Tuổi Xuân Home Shopping trên làn sóng 56.5, 18.11, 20.11, Galaxy 19, Uno IPTV. Kính chúc quý vị nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe và nhiều quà tặng trong ngày hôm nay với những promotion hết sức là đặc biệt. Và quý vị nhớ là đừng bỏ qua giây phút nào trong ngày hôm nay. Và xin chào Thái Nhật. Xin chào chị Thúy và xin chào Thái Ngộ với quý khán thính giả theo dõi chương trình Tìm lại Tuổi Xuân trên đài SCT. Chúc quý vị sẽ có nhiều niềm vui và nhiều bình an trong đời sống. Kính thưa quý vị, chắc quý vị cũng chưa quên là cách đây không lâu thì Trương Mỹ Thái Nhật cũng có giới thiệu đến với tất cả mọi người một cái show nhạc sắp sửa quay hình của trung tâm Asia, đó là Asia DVD số 82 sẽ được thâu hình tại sòng bài Pachanga rất là gần ở đây, với chủ đề là tình khúc Phạm Đình Chương. Quý vị có thể liên lạc ngay với trung tâm Asia để chúng ta có thể có được cái chỗ ngồi tốt, bởi vì nhạc của Phạm Đình Chương là một dòng nhạc mà chúng ta yêu mến trong suốt bao nhiêu năm qua. Những ca khúc của ông đã trở thành bất hủ, cho nên quý vị hãy liên lạc ngay với trung tâm Asia ở số phone là 714-636-3002 để có cho mình cái chỗ ngồi tốt, sẽ được thâu hình vào ngày 28 tháng 4 này. Mong là quý vị sẽ đến tham dự để chúng ta cùng nhau nghe lại những dòng nhạc bất hủ của Phạm Đình Chương. Để cho đầu chương trình, để cho nó sôi động đi vị ơi, lâu lâu mình cũng có những cái trò chơi game thật là vui. Thì Thanh Thúy mình kiểm tra, từ gì Thanh Thúy nói với lại nhiều nhà quảng cáo, nhiều cái doanh nghiệp là làn sóng 56.5 cũng như là 18.11 của đài SCT là có rất là nhiều viewer, có nhiều khán giả đang xem chương trình Tìm lại Tuổi Xuân. Mà không phải chương trình Tìm lại Tuổi Xuân đâu, mà nhiều chương trình của SCT. Các nhà quảng cáo hoặc là quý vị nào mà đang theo dõi trên làn sóng 56.5 hoặc 18.11 hoặc là Uno IPTV, hoặc là quý vị nào là khán giả của đài, để Thanh Thúy và Thái Nhật test coi là có đúng như là nhiều người khán giả đã nói với Thanh Thúy là hiện giờ đài SCT là đài có nhiều cái số lượng khán giả coi đông nhất. Bây giờ mình test bằng cách nào? Thôi mình cho chơi trò chơi game trúng thưởng đi. Và ba người đầu tiên nếu mà trả lời đúng câu hỏi của đầu chương trình này, để coi số lượng khán giả gọi vào nhiều hay không. Ba người đầu tiên, Thanh Thúy sẽ nhận ba người đầu tiên mà trả lời đúng. Lần này không nhắc nha em, không nhắc cái gì hết.
trả lời đúng một cái câu hỏi của sản phẩm của công ty Gum Sum Premium. Hiện giờ quý vị cũng biết là công ty của chúng tôi độc quyền sản phẩm nhân sâm. Thành Thúy nói chậm đấy quý vị, các bác mà đang theo dõi chương trình thì coi như là một cái cách mà chúng tôi trả ơn cho quý vị nào mà theo dõi chương trình Tìm Lại Tuổi Xuân suốt trong những cái năm qua. Thì sản phẩm của công ty Gum Sum Premium đó là có bao nhiêu sản phẩm về sâm mà chúng tôi thường hay giới thiệu cho quý vị, có bao nhiêu sản phẩm về sâm. Còn nếu mà quý vị nào cũng trả lời đúng cái câu hỏi đó, ví dụ Thanh Thúy sẽ mình sẽ bắt 10 cái số điện thoại đi, bắt 10 số điện thoại, nhưng mà thì chúng tôi sẽ chọn 3 người đầu tiên mà trả lời đúng. Và cái câu hỏi thứ hai nữa đó là chương trình Tìm Lại Tuổi Xuân bắt đầu từ ngày nào, từ ngày nào, tháng nào, bắt đầu từ ngày tháng nào quý vị nha. Câu hỏi phụ đó là câu chương trình Tìm Lại Tuổi Xuân bắt đầu từ ngày nào, tháng nào, và công ty Gum Sum Premium có bao nhiêu sản phẩm về sâm, và chúng tôi sẽ bắt đầu mở đường dây điện thoại. Và phần thưởng đó là một set gì của bà Đông Trùng Hà Thảo nước luôn quý vị à. Rồi, xin chào số phone là 408. Để mình coi là số lượng khán giả coi đông hay không. Xin chào 408. Xin trả lời cái số điện thoại. Trả lời đúng hay không nha. Ok, bây giờ chị cho em xin số phone, chị đọc số phone cho chị em nha. Chờ em một tí nha. 568. Rồi, em được rồi, em có số phone chị rồi. Chị nói là có bao nhiêu sản phẩm ạ? 6 sản phẩm. Rồi. Vậy chị chương trình Tìm Lại Tuổi Xuân bắt đầu từ vào ngày nào và tháng nào ạ? Tháng 8 năm 2017. Rồi, cảm ơn chị đã kết quả nha. Sản phẩm tên gì chị ơi? Chị ơi cho khán giả được biết 6 sản phẩm là có sâm nước. Rồi. Anytime. Sâm cao cốt sâm, cao cốt nấm linh chi và kẹo sâm. Rồi, em cảm ơn chị. Chị nói là có 6 sản phẩm rồi. Cảm ơn chị. Một lát chị xem coi là chị có đoán đúng không nha. Chị dạ rồi. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, con chào cô ơi. Con chào cô ạ. Dạ con chào cô ơi, cô trả lời cho câu hỏi phải không ạ? Đúng rồi. Rồi. Chương trình Tìm Lại Tuổi Xuân ạ. Còn có cao cốt nhân sâm. Dạ rồi. Trà sâm, kẹo sâm, Đông Trùng Hạ Thảo nước, sâm lá, cao cốt linh chi đỏ, sâm Anytime. Rồi. Vậy là 6. Rồi. Rồi cô ơi, cái chương trình của con bắt đầu từ ngày nào vậy cô? Bắt đầu từ ngày nào? Dạ. Ngày hả? Tôi không nhớ ngày. Dạ. Xong thôi. Rồi, ok, rồi coi. Dạ được, con sẽ gọi lại sẽ biết là người nào nhé cô nha. Rồi con chào cô. Và sau đây xin mời cô Lisa có thể cho khán giả được biết là 6 sản phẩm, bao nhiêu sản phẩm trong chương trình ngày hôm nay, cô có thể cho khán giả được biết không ạ? Có 6 sản phẩm. Dạ. Chị cho em một tí nha, chị cho em một tí. Sâm Anytime. Rồi. Cô mời cô. Sâm. Sâm lá sẫm và sâm. Dạ rồi. Sâm nước. Dạ rồi. Kẹo sâm. Dạ rồi. Cao cốt nấm liên chi. Dạ rồi. Rồi cô ơi cho khán giả được biết là cái chương trình mình là bắt đầu thì ngày mấy ạ? Ngày 1 tháng 6 năm 2017. Dạ rồi, cảm ơn cô. Một lát cô xem coi là đúng hay không nha. Cảm ơn cô. Ok. Dạ rồi, hello em chào chị ha. Thanh Thúy xin nghe. Mình trả lời nha. Dạ, chị trả lời đi ạ. 8 sản phẩm của cao cốt của sâm á. Dạ. Yeah. Thứ nhất là cao cốt linh chi. Dạ. Yeah. Thứ nhì là kẹo sâm không đường. Dạ. Yeah. Thứ ba là sâm lát sẫm mật ong. Dạ yeah, rồi. Thứ tư là trà rễ hồng sâm. Dạ yeah, đúng rồi. Thứ năm là viên cao hồng sâm. Dạ yeah, rồi. Thứ sáu là cao cốt hồng Hello, sâm. Chương trình Tìm Lại Tuổi Xuân ạ. Thứ bảy là hồng sâm nước nguyên chất cô đặc. Dạ rồi. Và thứ tám là số phone của chị lại, chị đọc số phone đi, bị che rồi. Dạ rồi, ok chị. Rồi và ngày mà tụi em mở chương trình Tìm Lại Tuổi Xuân ngày mấy chị? Tháng 8 năm 17. Rồi, tháng 8 17. Rồi, cảm ơn chị nhiều. Em chào chị. Dạ.
Rồi, cảm ơn chị. Và xin mời chị Hiền có thể cho khán giả được biết là có bao nhiêu sản phẩm trong chương trình ngày hôm nay về nhân sâm không ạ? Chị cho em một tí, chị cho em một tí. Có 8 em, thì có một thứ nhất là cao cốt linh chi sâm, cao cốt linh chi, thứ hai là sâm nước, thứ ba nữa là sâm rễ sâm, thứ bốn là kẹo sâm, thứ năm là cao cốt sâm, thứ sáu kẹo sâm. Sâm lá và tẩm mật ong. Dạ rồi, còn gì nữa không chị? Sâm anytime. Dạ rồi, còn gì nữa ngày, không? Cái ngày mấy chị? 8 món này em hả? Rồi, dạ, cho xin em, cho xin cái ngày ạ. Chị nghĩ là 1 tháng 8 năm 2017. Dạ rồi, em cảm ơn chị nha. Một lát chị xem coi đúng hay sai nha. Dạ, quý vị ơi, bây giờ mình sẽ... quý vị tiếp tục gọi cho Thanh Thúy nha. Nãy giờ Thanh Thúy lấy thì chưa có ai trả lời đúng hết trơn á. Chưa có ai trả lời đúng trọn vẹn á. Nếu mà chưa có trả lời đúng thì mình sẽ tiếp tục. Mình sẽ tiếp tục quý vị ơi. Dạ. Nhưng mà mình chỉ cho 15 phút đầu thôi. 15 phút đầu, còn nếu không mình sẽ bỏ lỡ cơ hội. Thì trong 15 phút đầu Thanh Thúy xin nhắc lại câu hỏi. Đó là quý vị nào trả lời đúng thì mình sẽ được một cái hộp sâm nước, một set sâm nước sâm nước của Đông trùng Hạ Thảo. Một cái Đông trùng Hạ Thảo nước quý vị, một cái Đông trùng Hạ Thảo nước chị giá là 85 đồng. Và cái câu hỏi của chúng tôi là hello Thanh Thúy xin chào. Hello. Dạ. Các cô trả lời nha. Dạ. Coi như là cao cốt nhân sâm. Dạ rồi. Có bao nhiêu sản phẩm chị? Có bao nhiêu sản phẩm? Em có muốn cộng hai cái Đông trùng Hạ Thảo nữa không? Không, em nói là sản phẩm của Gum Sâm Premium thôi nha chị. Vậy thì 8 loại. Dạ, 8 loại. Rồi chị có thể liệt kê ra giùm em được không? Rồi cao cốt nhân sâm. Dạ. Sâm nước, sâm dạ. Lá, kẹo sâm. Dạ rồi. Sâm anytime. Dạ. Sâm cao cốt linh chi. Dạ. 8 cái. Rồi cái gì nữa chị? Em thấy đã chưa? Cái rồi đó. Sâm nước rồi gì? Nó nói lại đi, em nãy cho em chưa thấy 8 cái. Cao cốt sâm ha. Dạ rồi, cao cốt sâm 1 nè. Sâm nước ha. Rồi 2. Sâm lá. Rồi 3. Kẹo. Rồi 4. Sâm anytime. 5. Sâm cao cốt linh chi. Rồi 6. Ủa, mới 6 hả? Dạ. Vậy thì 6. Rồi 6 sản phẩm đúng không chị? Và cái ngày mà tụi em thành lập là ngày nào? Chương trình thành lập là ngày nào? Mùng 1 tháng 8 2017. Rồi, rồi nha chị nha. Mình đã được 15 phút chưa em? Cảm ơn chị. Mình đã 15 phút chưa? Còn 3 phút nữa. Còn 3 phút nữa quý vị gọi cho Thanh Thúy, cho Thanh Thúy biết là chỉ có sản phẩm nhân sâm của công ty Gum Sâm thôi quý vị nha. Gum Sâm Premium nãy giờ chưa có người nào trả lời đúng hết trơn hết đó. Một á là trả lời đúng cái ngày thành lập thì lại trả lời sai cái sản phẩm, hoặc là trả lời sai không đúng cái sản phẩm thì lại trả lời đúng cái ngày. Cho nên chưa có người nào mà được trúng hoàn toàn hết á. Thì rồi Thanh Thúy xin nghe. Số 714 Thanh Thúy xin nghe ha. Cho chị đoán rồi. Dạ được chị đoán đi ạ. Ok. Cao cốt. Có bao nhiêu sản phẩm sâm trước đi chị? 8 món. Rồi 8 món chị trả lời đi ạ. Cô đặt cao cốt á. Rồi cao cốt sâm. Cao cốt sâm là 1 nè. Dạ. Với sâm anytime. Là 2. Sâm linh chi. Là 3. Cao cốt nấm linh chi. Là 4. Với lại cái sâm gì viên bịch á, cô đặt á. Là sâm anytime là 5. Không phải. Rồi sao chị? Hello, chương trình tìm lại chị Xuân ạ. Sâm lá. 6. Rồi chị đợi chút xíu nha để nghe số phone của chị. Còn một cái sâm cái sâm chung bịch á. Cái nó nãy giờ nói rồi. Xong đó chị nói xong đó rồi. Dạ nói rồi chị. Rồi, rồi không chị sao chị không chị ghi ra xong là nói lên. Giờ bây giờ chị ghi ra xong rồi gọi lại cho tụi em nha. Rồi chị cảm ơn chị. Quý vị ghi ra đi rồi gọi lại cho nó đơn giản quý vị. Rồi xin rồi, chào. Xin mời chị Phương. Chị Phương ơi, chị cho khán giả biết là Gum Sâm có bao nhiêu sản phẩm? Gum Sâm nó có 7 cái. Rồi bây giờ chị kể giùm em nha. Gum sâm là 1. Gum sâm. Cao cốt sâm là 2. Cao cốt sâm sâm chứ. Gum sâm là 1 là cái gì chị? Gum sâm là 1. Gum sâm. Rồi cao cốt hồng sâm.
Rồi. À, cao cốt. Chị chờ em một tí nha, chị chờ em một tí. Dạ rồi. Rồi kẹo sâm. Dạ rồi. Rồi sâm lát. Rồi. Còn gì nữa không chị? Chà sâm. Rồi. Sâm anytime. Anytime. Rồi. Rồi à. 1 2 3 4 5 6 7 8 chị kể 8 luôn. Không, chị nói cái một về gươm sâm. Gươm sâm. Gươm sâm đây là cái tên hay là cái gì chị? Chị nói nãy giờ có 7 thôi. Cái tên gươm sâm. Rồi là 7, chị nói 7 sâm. 7 thôi. Bây giờ cho em xin cái ngày mà chương trình bắt đầu ngày mấy? À, ngày 18 tháng 7. 18 tháng 7. 18 tháng 7. Rồi anh cảm ơn chị nha. Ta Thanh Thúy xin chào, điện thoại kế tiếp. Thanh Thúy xin nghe à. Hello, xin chào 626. Hello. Dạ em chào chị. Dạ em nhân đang nghe nè chị. Dạ. Ngày 18 tháng 7 2017. Dạ 8 tháng 7. Hello. Dạ rồi. Gồm có bao nhiêu sản phẩm? Ta cút sâm là 1 nè. Dạ. Sâm lá sâm chi là 2 nè. Dạ rồi. Sâm bút là 3 nè. Dạ rồi. Sâm là 4, trà sâm là 5 nè. Dạ. Sâm là 6, sâm là 5 nè, là 7 nè. Dạ. Sâm là 8, sâm là 9 nè. Sâm là 8, sâm là 9 nè. Rồi, rồi chị, là chị nói cái ngày là ngày 7 tháng 8 không chị? Rồi, em cảm ơn chị nhiều. Mùng 8 tháng 7. Dạ, mùng 8 tháng 7. Rồi, em cảm ơn chị nhiều, em chào chị. Rồi, rồi chắc là mình hết rồi. Còn, rồi mấy vị ơi, bây giờ báo cho mấy vị nghe là không có ai đúng hết. Ờ, đúng quá, không rồi, ai đúng. Vậy là không có người đoán trúng chúng sản phẩm thì lại sai, sai cái ngày. Có người đoán trúng cái ngày thì lại bị sai sản, sản phẩm. Rồi, Thanh Thúy báo với vị nha, mình có đúng 8 sản phẩm. Quý vị nói đúng 8 sản phẩm gồm có gì? Sâm nước loãng nè. Rồi, sâm anytime là 2. Cao cốt sâm là 3. Cao cốt nấm linh chi là 4. Kẹo sâm là 5. Trà sâm là 6. Và sâm lát là 7 và sâm viên là 8. Đúng rồi à. Thôi thì cho một cái số cuối cùng đi nè, mình một cuối cùng thôi. Thôi, bây giờ cũng mất tiêu rồi. Là 8 sản phẩm. Và cái ngày á đúng á là ngày 1 tháng 6 2017. Đúng ngày rồi. 1 tháng 6 quý vị ơi. Cho nên bữa giờ Thanh Thúy và là Thái Diệp có nói cái ngày đó rất là nhiều. Rất là nhiều. Nhưng mà cuối cùng ai cũng đoán là ngày 1 tháng 8, ngày 7, à, là ngày 8 tháng 7. Và đa số là đoán 1 tháng 8 nhiều. Mà có người lại nói tới 18 tháng 7 lần. Cho thì, nên là... thì hình như chúng tôi có nói là sắp tới sinh nhật của Tìm Lại Tuổi Xuân rồi. Rồi là ngày 1 tháng 6 ngày đó. Ngày 1 tháng 6 là ngày quốc tế thiếu nhi mà Thanh Thúy hay nói là tại sao mà nó gọi là Tìm Lại Tuổi Xuân là như vậy đó. Là ngày 1 tháng 6 2017 là chúng tôi bắt đầu có chương trình Tìm Lại Tuổi Xuân. Và Thanh Thúy cảm ơn quý vị đã tham gia chương trình cho nó vui. Mở đầu chương trình thì Thanh Thúy nghĩ là quý vị sẽ nói đúng rất là nhiều á. Cái này là mình hơi bị tiếc quá. Cho nên là Thanh Thúy rất là sorry là mình không có người nào chiến thắng hết. Và bây giờ trở lại ngày hôm nay, bây giờ báo tin vui cho quý vị nha. Báo tin vui cho quý vị mà chắc chắn là sẽ có một ngày nào đó Thanh Thúy sẽ hỏi đúng cái câu hỏi này nữa. Và quý vị nhớ là khi quý vị trả lời, quý vị ghi xuống giùm cho Thanh Thúy để khỏi sai. Và nhớ là ngày thành lập chương trình Tìm Lại Tuổi Xuân là ngày 1 tháng 6 và chúng tôi sắp sửa kỷ niệm 1 năm ngày thành lập chương trình Tìm Lại Tuổi Xuân rồi. Và hôm nay chúng ta có promotion hết sức đặc biệt. Bữa giờ em biết là khán giả mê nhất cái sản phẩm gì không? À, về sâm. Sâm rồi, tất cả các sản phẩm về sâm mà có chứ một cái sản phẩm này mà khán giả mê vô cùng đó là cao cốt nấm linh chi. Cho nên là quý vị nào mà thử đã sử dụng sản phẩm cao cốt nấm linh chi, quý vị còn nhớ là chúng tôi tặng cho quý vị một cái hũ này không ạ? Hũ cao cốt. Một là hầu như là chúng tôi tặng cho vị sử dụng thời gian đầu. Và quý vị đã sử dụng rồi thì quý vị có cái response lại cho chúng tôi là sản phẩm rất là tốt, giúp quý vị ngủ ngon. Có một chị ở trong đây là anh của chị bị mất ngủ rất là nhiều. Mà trước khi ngủ uống cái sâm cao cốt nấm linh chi này, bây giờ ngủ rất là ngon quý vị, ngủ sâu nữa. Và quý vị khán giả nào mà các cô các chú mà bị gan đó em, uống thuốc tây quá nhiều hoặc là do mình lớn tuổi thì gan mình làm việc nhiều quá thì nó cũng cần phải được nghỉ ngơi và cũng như là được thanh lọc. Thì nấm linh chi thì xưa đến giờ đó là một cái nấm quý, là một cái dược quý mà thanh lọc gan tuyệt vời luôn. Khi mà thanh lọc gan tốt thì quý vị ngoài cái sức khỏe tốt thì là nó có nhiệm vụ gì, vì nó như một cái filter vậy đó, là một cái máy lọc mà trong xe quý vị cũng cần cái máy lọc. Quý vị để
để ý nha quý vị. Cái này là Thanh Thúy đưa cái thông tin thêm cho quý vị. Quý vị lái xe làm ơn giúp cho Thanh Thúy cứ 2-3 tháng hoặc 6 tháng quý vị kiểm tra cái filter cho máy dùng cho Thanh Thúy. Đến cái xe maintain lại, duy trì lại. Từ vì cái filter mà nó dơ sẽ ảnh hưởng cái phổi của quý vị, là gan quý vị và sức khỏe cũng như là asthma và không tốt. Ngày nào quý vị cũng hít thở vô cái máy lạnh quý vị mở ra hoặc là xe quý vị đề ra thì cái filter đó nó sẽ thổi vô cái khuôn mặt của mình nhiều và mình hít thở cái không khí dơ. Mình nằm trong cái xe đẩy hết cái kính lại mà mình cứ ngồi mình hít thở cái bụi trong cái filter hoài thì không tốt. Cho nên ra chỗ mà mechanic, chỗ mà người ta sửa xe, quý vị kiểm tra coi là cái filter của mình có đến cái thời kỳ phải đổi hay không. Thì chắc chỉ có mấy chục đồng thôi để mà đổi cái filter đó. Thì giống như gan của mình vậy, mình cũng phải là thanh lọc gan. Mình không có đổi lá gan quý vị với cái filter mà mình thanh lọc, có đơn giản là mình thanh lọc nhé vị nha, bằng cách là mình uống những cái sản phẩm như mát gan thì thấy lấy cả Atiso nè, dạ. Rồi có những cái uống nước nhiều cũng là thanh lọc cái lá gan của mình, nhưng mà nó có đủ hay không? Khi mà gan quý vị dày quá thì quý vị cần phải có một cái sản phẩm mà chủ yếu cho lá gan, đó là nấm linh chi. Từ xưa đến giờ đã nổi tiếng về thanh lọc gan và tăng cường chức năng của gan, và khi gan tốt nó sẽ khỏe, nó giúp cho quý vị là detox tất cả những chất dơ bẩn, giảm cholesterol, là nó không để cho quý vị là tăng mỡ trong máu hay cholesterol hoặc là bị vỡ động mạch hoặc là những cái bệnh về gan, như là ảnh hưởng đến nhiều nhất là cái gì, đó là da mặt của mình, hoặc da nám. Chúng ta thấy là nhiều người cái tai bị mẩn đỏ, có rồi. Những cái mụn ở trên da, hoặc là quý vị thấy là mỗi lần chúng ta ăn mắm nè, ăn cá nè, chúng ta ưa bị nổi mẩn đỏ, bị gọi là nổi bề đai á, đó là mình ngứa vô cùng, và nhất là mùa nóng này nữa đúng thì rồi. Làm cho chúng ta dễ bị nổi, dễ bị ngứa, mẩn đỏ, thì cái đó là cái dấu hiệu mà cái lá gan của chúng ta không có tốt. Đúng rồi. Vì vậy chúng ta nên phải thanh lọc lại cơ thể, làm cho cái lá gan nó không còn bị có những cái tạp chất, những cái chất dơ, làm cho cái cơ thể của chúng ta nó đẹp hơn. Các cô chú thường nói cho Thanh Thúy nghe là các cô chú ngủ không được là do ngứa trong người, do nghĩ là mình sẽ bị cái gì, hoặc là con gì cắn, hoặc là mền gói nó không có sạch sẽ, hoặc là chị em phụ nữ mình bị nám da, hoặc là da không được, bị mẫn cảm hoặc bị sạm. Mình nghĩ là cái lo là do da mình lớn tuổi. Quý vị, da nám là ảnh hưởng gan rất là nhiều. Quý vị nào mà bị nám da, bác sĩ thường nói quý vị kiểm tra gan đúng không ạ? Thì cho nên lá gan quan trọng vô cùng. Thì quý vị nào mà sử dụng nấm linh chi cũng biết được cái tác dụng tuyệt vời của nó rồi. Nó giúp là tăng cường chức năng của gan và thanh lọc lá gan quý vị. Quý vị nào uống thuốc tây nhiều, thuốc tây ảnh hưởng gan rất là nhiều và cả thận nữa. Và thuốc cho nên quý vị giảm thuốc tây nhiều cho thế, nhưng mà có những quý vị lớn tuổi thì mình phải cần có thuốc tây để mà ngăn ngừa, cái nghĩa là chậm đi cái cholesterol. Nếu vị nào bị bệnh cholesterol, bị cao mỡ cao máu thì bác sĩ bắt quý vị phải uống thuốc tây, thì bắt buộc phải uống rồi. Nhưng mà quý vị phải uống những cái sản phẩm nào để làm cho lá gan mình thanh lọc, từ vì thuốc tây nó ảnh hưởng đến lá gan rất là nhiều. Hoặc là quý vị ngủ không tốt, mực thức khuya nhiều nó cũng ảnh hưởng đến lá gan và thận của quý vị nữa. Cho nên mình phải yêu thương cái lá gan của mình phải yêu thương cái bộ phận cơ thể của mình, đừng để cho khi nào nó lên tiếng quý vị, nó lên tiếng là cái đầu mình khó mà chữa lắm. Cho nên là yêu mến thì sức khỏe của mình sẽ tốt, hãy chăm sóc nó từ bây giờ quý vị. Thì hôm nay 159 đồng một cái bộ cao cốt nấm linh chi nấu cao năm hũ, quý vị sử dụng rất là lâu. Quý vị được tặng gì? Được tặng luôn một cái hộp sâm viên. Nếu các cô chú nào không uống sâm nước thì mình có thể là uống sâm viên, tức là đơn giản giống y chang thôi, thì được tặng một hộp sâm viên hoặc được tặng một cái set sâm nước quý vị. Dạ, một cái sâm nước lớn, thật là lớn đây luôn. Đây là một cái sâm nước mà chúng ta thấy là trong đây rất rất là nhiều gói mà dễ uống vô cùng nha. Thì hôm nay thì có thể được tặng cái một cái set sâm nước này khi mua cái cao cốt nấm linh chi. Hello, xin chào 714, Thanh Thúy xin nghe. Hello. Dạ con chào cô. Cô muốn là chia sẻ cái mà cao cốt nấm linh chi với cái sâm á. Dạ được cô, cô chia sẻ đi con. Cô hồi nào giờ thì cô toàn là uống Đông Trùng Hạ Thảo mà cũng của mấy công ty khác. Dạ. Rồi cái kỳ vừa rồi cái cô mới nghe đài quảng cáo đó. Dạ. Cô mới mua thử thôi. Cô mua thử thì bây giờ đó, hôm trước là cô mua là 2 mà tặng 1 là 3 chứ gì phải không? Dạ. Nhưng mà cô uống chỉ ở trong một cái hộp đó nó có 4-5 cái hũ nhỏ. Đúng rồi. Mà cô với chú uống chỉ mới có 4 hũ thôi ha.
mà cô thấy cô ăn được. Bữa nay cô đi ai cũng khen cô là mặt cô hồng hào, mà cô ăn rất là ngon nha. Cô ăn mà đến mức cái độ mà tối cô cũng muốn ăn nữa mà cô không có dám ăn, thì cô sợ cô ăn quá rồi cô phát cô mập lên, với lại đường cô nó cao. Và bây giờ cô thấy cái áp huyết cô nó quân bình, điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, điểm nhất là chú từ nào bây giờ chú tiểu đêm một đêm nhiều khi chú tiểu cả chục lần có, mà chú uống cái đông trùng hạ thảo đó chú vẫn bị như thường. Yeah. Nhưng mà khi mà chú uống cái này cao rồi nhân xâm, thì bây giờ rồi một đêm xâm, rồi kẹo một lần thôi nha. Yeah. Mà đầu hôm là chú vô chú ngủ, chú ngủ cho đến 2 giờ sáng, chú mới dậy chú tiểu một lần là tới sáng thôi, mà chú ngủ rất là ngon. Mà bây bữa nay ai cũng khen chú là hồng hào. Bởi vì cô thấy cái thuốc này nó rất là hay. Yeah. Cho nên bữa nay cô đang ngồi cô nghe Thanh Trí nói về nó nè. Yeah. Cô giỏi cô chia sẻ cho Thanh Trí biết là như vậy á. Yeah. Cái này rất là hay. Cho nên bây giờ hãy mà cô uống hết rồi cô sẽ tiếp tục cô mua nó nữa đó. Cô còn có một chai, hôm nay có promotion đặc biệt đó cô. Bây giờ cô dạ. No. Cô mua 3 hộp. Ồ, 3 hộp, dạ, dạ đúng rồi. Cô uống một hộp đầu tiên thôi. Dạ. Mà trong một hộp đó nó 5 cái hũ nhỏ. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Nhỏ, dạ. Nhưng mà điều cô uống mới có 4 hũ nhỏ thôi mà nó kết quả wow, như vậy đó. Wow, tuyệt vời lắm. Cô tiếp tục uống sử dụng nha cô. Con nghe con mừng lắm à. Đó, dạ. thành ra cô thấy là cô rất là mừng. Tại vì bây giờ cô đi tới đâu á, ai cũng nói cô là tại sao lúc này mặt cô rất là hồng hào. Dạ. À, thì chứng tỏ là cô ăn được mà cô cũng ngủ được. Yeah. Cô là cái người dùng thuốc ngủ đó, mà bây giờ là cô bớt thuốc ngủ, mà bây giờ cô sẽ bỏ thuốc ngủ. Dạ, yeah. Wow, à, tuyệt vời quá. Bây giờ cô thấy cái này nó rất là hiệu quả, nhất là chú. Chính là chú còn nói mà, chú nói lúc này chú ngủ một giấc tới sáng thành ra không có tiểu đêm. Cái hồi nào thì chú đi bác sĩ đó ha, bác sĩ nói là chú uống thuốc hộ tuyến, chú uống thuốc gì đủ thứ đó, đó. Nhưng mà tiểu là vẫn tiểu, mà bây giờ chú uống cái này chú đã có kết quả. Dạ, yeah. Wow, tuyệt vời quá. Cô bữa nay cô chia sẻ cho Thanh Trí biết là như vậy, rất là hay. Wow. Bởi vì mai mốt cô uống hết nữa. À mà cô giới thiệu bạn cô là cái người bỏ ăn, mà bây giờ bạn cô mới có uống ba cái ve nhỏ rồi đó. Yeah. Hai ba ve nhỏ rồi đó mà bây giờ vẫn ăn được. Cho yeah. nên cô rất là mừng. Wow. À, đó. Thành ra bây giờ cô sẽ tiếp tục uống nó dài dài. Cô ơi, con nghe cái giọng của cô là con biết là cô rất là vui. Cứ là vui vì cô tìm được đó. Cái dược thảo mà rất là hợp với lại cơ thể của cô. Chứ hồi nào giờ cô uống năm trùng, bây giờ cô uống của mấy hãng khác, cô muốn nó ra. Yeah. Cô uống cả gần 2 năm trời mà cô không thấy kết quả gì hết. Mà cô vẫn xanh xao, ai cũng nói sao cô xanh xao. Nhưng mà bây giờ cô uống cái này cô thấy hai cô với chú uống mới có 4 ve nhỏ trong một cái hộp thôi đó. Yeah. Mà bây giờ là kết quả như vậy rồi. Bởi vì cô thấy là cô rất là mừng. Wow, mà cô ăn kẹo xăm nữa, cô bây giờ cái kẹo xăm cô bị quan hoài. Dạ, con cảm ơn cô. Rất là mừng. Dạ. Cô sẽ tiếp tục đó, thành ra bữa nay cô chia sẻ cho thấy biết gì nha. Dạ rồi. Dạ cô cũng cảm ơn cái công ty gìn xăm này rất là nhiều. Dạ. Đó, cô cảm ơn rất là nhiều. Dạ. Rồi. Con cảm ơn cô. Dạ, bữa nay cô chia sẻ gì nha. Đâu giờ cô chia sẻ, cô có được có chuyện nào cô ngậm không? Dạ, bây giờ cái hộp kẹo tụi con không có nên con tặng cho cô cái collagen hand cream nha. Cái collagen hand cream mà dưỡng da tay. Nhưng mà nếu ngày hôm nay cô chia sẻ và cô mua sản phẩm luôn, con tặng cho cô một cái set đông trùng hạ thảo nước luôn. Chia sẻ được tặng nguyên cái set này luôn đó cô, nếu mà cô order sản phẩm luôn. Còn nếu không cô chưa có order thì con tặng cho cô cái collagen hand cream để mà dưỡng da tay nha. Thôi để bữa nào cô cứ đi ra cô mua kẹo mua gì cô lấy cái dưỡng da tay đi. Dạ rồi, được cô ạ. Cái đông trùng hạ thảo nước thì cô thấy cô cũng thích nó mà bằng cái mà cái linh chi này nó rất là tốt. Và tốt và tuyệt vời, con cảm ơn cô nhiều lắm ạ. Rồi cô con biết cái số phone cô rồi. Dạ con có rồi, cô ơi nghe những lời chia sẻ của cô con rất là vui ạ, con chào cô. Dạ. Rồi thôi cô cảm ơn con nha. Dạ. Thì là không có cần kêu nô ra lúc nào cũng giá đó phải không? Dạ không, chỉ có trong giờ tìm lại tuổi xuân cô mới mua cái xăm lát là mua 2 tặng 1. Dạ. Kêu cái giá 60 phải không ạ? 60 một hộp đó. Dạ đúng rồi ạ. Thì bây giờ nếu mà cô mua thì con sẽ ghi order cho cô, một lát nhân viên sẽ gọi cho cô nha. Rồi. Dạ. Cô mua 3 cái xăm lát là cho tặng, tại vì tôi mua ở đây thành ra tặng xăm đông trùng hạ thảo ha. Dạ rồi. Cô ơi, cô có thể cho con biết 4 số cuối của cô là 0894. Rồi cô chia sẻ cho chúng con đi về những cái sản phẩm mà cô dùng tốt như thế nào, cô tặng thêm cho cô cái đông trùng hạ thảo nước. Dạ, thì trước con có mua cái về cái đông trùng hạ thảo nước này rồi nè, dạ. Tốt.
Thì hôm nay tặng là tốt lắm. Vâng. Dạ mà tốt với cô là tốt ra làm sao ạ? Vâng. Dạ, ăn được ngủ được hết khỏe đó. Là cơ thể tích khỏe. Vâng. Rồi. Thì tặng cho tôi tại tôi cũng chưa còn. Chờ con một tí nha cô, chờ con một tí. Dạ rồi. Dạ. Tốt lắm. Rồi. Nó khỏe. Rồi con tặng cho cô khỏe. Cái đông trùng hạ thảo nước nha. Rồi con cảm ơn cô nhiều lắm. Một lát nhân viên sẽ gọi cho cô. Dạ, cảm ơn cô. Dạ vâng. Hello, xin chào 626, Tâm Thúy xin nghe. Xin chào 626. Cô thấy quảng cáo TV á, bánh đinh chi là bao nhiêu một hộp vậy cô? Dạ 159 đồng nha cô nha. Mà hôm nay cô được tặng nguyên một cái set xăm viên luôn cô ạ. Mà trị giá là 125 đồng. Mà không những thế, khi mà cô chia sẻ cô đã sử dụng những cái sản phẩm nào của công ty của chương trình Tìm Lại Tuổi Xuân, cô còn được tặng một set đông trùng hạ thảo nước trị giá tới 85 đồng luôn. Cô hỏi cái hộp mà bánh linh chi đó, một hộp bao nhiêu viên, bao nhiêu hũ, trong bao nhiêu viên? Dạ, nó có 5 hũ cao cốt, không phải là viên nha cô, cao cốt, nên là cô sử dụng rất là lâu. 5 hũ cao cốt, nấu cao là cô đặt đó cô, nên là mỗi ngày cô chỉ sử dụng một lượng nhỏ thôi là đủ rồi. Thì nó là 5 hũ trong đây, một set là 159 đồng. Cô được tặng nguyên một cái set của xăm viên là gồm có 3 hộp trong đây nha cô nhé. Đó có 5 hộp, chắc một hộp đó có 5 hộp ạ. À? Đúng rồi, một set, nó gọi là một set một bộ, nó có 5 hộp. Tôi hỏi cô một hộp thì bao nhiêu viên ở trong? Nó không phải viên mà nó nấu, lá nó là dạng cô đặc, cô nó dạng nấu cao, cô đặc, cô uống, nó là dạng nước. Nó nghĩa là nước cô đặc, dạ, đúng rồi, cô đặc, dạ, là 159 đồng, có 5 hộp trong đó đó cô. Mà uống một lần một hộp luôn. Dạ không, không có. Không phải. Một hộp cô uống được nhiều lần chứ cô. Từ nó là nấu cô đặc, nấu nước là đặc cô à. Còn cô chỉ cần lấy cái đôi đũa, cái đũa cô. Dạ. Lấy muỗng cà phê. Dạ, nó có cái muỗng nhỏ trong đây hả? Cô lấy cái đôi chiếc đũa đó, cô chỉ bỏ vào cái hũ này, cô lấy ra rồi cô bỏ vô cái nước sôi là cô uống được cô à. Nước sôi, nước ấm á, cho nó tan ra là cô uống. Nha cô nha. Dạ, chị uống bao nhiêu ngày? Nhiều lần tùy theo cô uống mỗi ngày. Thế là cô uống từ cách ngày thôi. Uống được nhiều lần lắm cô. Dạ. Mỗi ngày mỗi uống hả? Dạ, mỗi ngày mỗi uống hả? Cô uống cách ngày cũng được, tùy cô. Nó rất là giống như là cô biết nước màu đúng không mà. Nó đặc như thế vậy thôi. Đó. Dạ. Nói biết. Dạ. Đông, cô uống một cái muỗng nhỏ thôi, một lấy một số lượng nhỏ, đừng lấy hai muỗng nhiều quá cô à. Khoảng chừng cô lấy một, đừng có muỗng cà phê lớn, cô lấy cái đũa, chiếc đũa cô bỏ vào cái hũ cao cốt này rồi lấy ra đủ rồi. Nó dính vào cái đũa là đủ rồi. Dạ. Lấy muỗng cà phê uống quậy uống vậy đó là coi như mỗi ngày mỗi quậy muỗng cà phê uống. Cô đừng lấy muỗng cà phê nhiều quá, cô lấy chiếc đũa đó, cô bỏ vào cái hũ cao cốt, nấm linh chi rồi lấy ra đủ rồi cô à. Dạ. Dạ đúng rồi à, như vậy nó tiết kiệm nó đủ cho cô thôi, không cần lấy cái muỗng cà phê lớn quá. Với lại nước sôi gì nữa, muỗng cà phê đi, lấy muỗng cà phê múc ra mà. Dạ đúng rồi, nó có cái muỗng ở trong đây nè cô, đây con đưa cái muỗng cho cô coi. Lấy mở ra cho cô, có cái muỗng trong đây nè, cô lấy, cô có thể lấy một muỗng trong đây hoặc là cô lấy một nửa muỗng trong đây cũng được, nó cái muỗng đây trong đây nè cô à. Nó có tặng cho cái muỗng luôn, trong đây luôn á cô ơi. Nha cô. Coi, dạ, bây giờ. Dạ, bây giờ con mở cái muỗng, cái này nó khó mở quá. Làm sao? Dạ để con coi. Múc cái muỗng là được rồi, con nói được rồi, múc mỗi ngày mỗi uống lấy cái muỗng đó múc. Không lấy ra. Vậy ra không nước sôi phải không con? Dạ đúng rồi, vậy cho nước sôi đó cô à, từ cái keo này dán cứng quá con lấy không có được à. Hỏi đi cô, trong cái muỗng con nói là biết. Dạ đúng rồi cô ạ. Gái cô chồng về Westminster để nó mua. Ở trên này con có tiệm không với Sangapiu á? Dạ không mà cô, cười con shipping cho cô nha. Dạ lấy muỗng đây cô, là cô lấy một muỗng này y chang cái muỗng này cho con, một muỗng này nha. Đó, cô thấy cái muỗng không? Uống không có tiểu đêm á. Dạ, nó giảm tiểu đêm cho cô. Cái này thì nó không có nó tập trung vào tiểu đêm nhiều cô à. Mà nó tập trung vào cái lá gan của mình. Tập trung vào lá gan của mình. Còn nếu cô muốn về tiểu đêm á, cô sử dụng đông trùng hạ thảo nano dùm cho con. Đông trùng hạ thảo nano công ty US Nutrilab thì nó bổ cho thận. Thì thầm hình nó giảm tiểu đêm cho cô. Còn cái cao cốt nấm linh chi thì giúp cho cô ngủ sâu và thanh lọc lá gan, tăng cường chức năng của gan cho cô. Cô tiểu đường, cô chích thuốc tiểu đường, cô sợ nấm gan, cô mua, cô uống. Đúng rồi. Cáo hay á. Dạ, nấm linh chi thì tốt về cái đó, về lá gan. Còn về tiểu đêm đó, là về thận, nó nghiêng về thận nhiều. Thì cô sử dụng đông trùng hạ thảo nano. Ngày hôm nay cô mua một cái hộp đông trùng hạ thảo nano, cô cũng được tặng một cái hộp xăm viên luôn cô nhé. Hoặc là cô được tặng một cái set xăm nước luôn. Dạ.
Ông cô mua nấm linh chi thì tại cô dạ, rồi. Có tiểu đường đó. Được cô. Nấm linh chi thì cô được tặng một cái set xăm viên nha cô nha. Hoặc là cô lấy một cái set xăm nước cũng được, cô muốn lấy cái nào cũng được. Dạ rồi. Con gái, lên cho cô. Dạ rồi, con ghi là cao cốt linh chi. Dạ. Bây giờ cô đi á, cảm ơn con dạ. Nha con. Dạ được cô ơi, con cảm ơn cô. Cô ơi, cô lấy xăm viên hay cô lấy xăm nước? Để con gái cô nó xuống nó mua rồi gặp con nữa nó mua nó nói. Dạ rồi, con cảm ơn cô. Dạ con chào cô à, con chào cô. Dạ. Dạ vâng, xin quý vị tiếp tục gọi cho Thanh Thúy và Thái Nhật ở số phone là 1888-680-6689 với promotion rất là đặc biệt trong ngày hôm nay. Quý vị mua một set cao cốt nấm linh chi, quý vị sẽ được tặng là một set xăm nước hoặc là một hộp xăm viên. À, quý vị cũng biết là hai sản phẩm này chúng tôi ít khi tặng cho quý vị, nhưng hôm nay tặng cho khán giả một set luôn để cho chúng ta sử dụng rất là tốt trong cơ thể của mình, thanh lọc cơ thể với cái sản phẩm là cao cốt nấm linh chi đỏ. Lúc nãy cũng có một vị khán giả gọi vào và có order sản phẩm cao cốt nấm linh chi đỏ, và cô cũng chia sẻ là cô sử dụng sản phẩm này rất là thích và rất là tốt khi mà cô sử dụng qua, cho nên hôm nay cô tiếp tục gọi vào và cô trúng được cái giải thưởng, đó là một cái set xăm viên. Khi nào mà có nhiều khán giả muốn chia sẻ em để cho tất cả khán giả đều nghe để có lại chia sẻ của cô. Dạ, tại vì cô có kịch bản nên cô phải cấp máy liền tại bên kia nói chuyện. Dạ, thì quý vị biết sao không? Chúng tôi cần rất là nhiều lời chia sẻ quý vị, từ có nhiều khán giả ngại, rất là ngại, cho nên Thanh Thúy rất là cảm ơn quý vị nào mà chia sẻ trên chương trình. Từ vì quý vị mà uống sử dụng sản phẩm cộng với tinh thần quý vị tin vào sản phẩm thì sẽ có kết quả tốt hơn. Thanh Thúy muốn quý vị tin hoàn toàn 100% sản phẩm. Hello Thanh Thúy, xin chào 267. Hello, xin chào 267 ha. Dạ. Chào cô, cô hỏi xem là cái xăm đang quảng cáo đây bán bao nhiêu tiền một cái vậy? Dạ, về cái cao cốt nấm linh chi hay là về cao cốt xăm hay là về xăm anytime? Cao cốt nấm linh chi. Cao cốt nấm linh chi là 159 đồng 5 hộp nha cô nha. Cho một set xăm viên, một set xăm viên luôn cô ạ. Một cái set trong đó gồm có 3 hộp trong đây, mỗi cái hộp là 60 viên, là xăm viên của công ty Gum Xăm Premium đó cô. Nhưng xăm nó cô, nhưng xăm 6 tuổi mà làm thành viên, tại vì nhiều khán giả ăn không được hoặc uống cũng không được á, họ thích uống viên cho dễ uống, thì cô được tặng một cái xăm viên hoặc là cô được tặng một cái xăm nước này luôn, một set xăm nước này luôn cô ạ. Nếu mà cô chia sẻ cho tụi con thì con tặng cho cô một set đông trùng hạ thảo nước. Cô chia sẻ đông trùng hạ thảo đỏ, cô uống vào ngủ được mà thấy khỏe, thấy ăn được mà đấy dễ thở. Dạ, dễ thở đó cô, ăn được ngủ được. Dạ. Xong một cái chân cái đi thay mới ăn vào thì uống vào thì thấy con người khỏe mà ngủ thì ngủ được. Dạ, đó là đông trùng hạ thảo nano phải không ạ? Là dạ rồi cô ơi, nhưng mà cô chưa sử dụng sản phẩm nào xăm của công ty phải không cô? Rồi. Rồi bây giờ thì cô thấy những sản phẩm đó tốt không à? Tốt, uống vào thấy khỏe người mà thấy da mặt có thứ đều đẹp. Dạ. Rồi bây giờ con tặng cho cô một cái hộp đông trùng hạ thảo nước, với lại cô muốn lấy xăm nước hay là cô muốn lấy nguyên một cái set xăm viên? Lấy xăm viên đi cho rẻ. Dạ rồi. Rồi được cô à. Chị... khoảng bao lâu nữa thì kêu lại cho cô? Dạ khoảng chừng nửa tiếng nữa hay hoặc là hơn một tiếng thì hết chương trình này là tụi con sẽ gọi lại cho cô nha. Tụi con phải vào danh sách à. Không, tại vì nhiều lúc ở Cali kêu về villa này thì cái giờ nó trễ lắm rồi, không nửa tiếng nữa cô à, nửa tiếng tụi con sẽ gọi nha cô. Nửa tiếng thì được, ok. Dạ. Sau hơn một tiếng mà phải ngày không khó, tại bên nhà bây giờ chứ không giống nhau ấy. Dạ được cô. Bên nhà 8:30 rồi. Rồi, cảm ơn cô nhiều, con chào cô. Ok, bye. Uống sẽ da mặt hồng hào giống như da cô Hồng của Thanh Thúy, tại cái đây chị đánh hơi má hồng hơi bị nhiều. Là xin chào số phone 630 ạ. Muốn hỏi con bữa nay xăm nước có commission gì không con? Cô mua xăm nước thì hôm nay cô mua xăm nước thì mua 2 sẽ được tặng 1. Mua 2 tặng 1 hả? Dạ, cho xăm nước. Dạ cô không. Gọi mỗi ngày. Dạ không thưa cô, nhưng mà hôm nay cô mua một cái cao cốt nấm linh chi đỏ thì cô sẽ được tặng một cái set xăm nước hoặc là xăm viên. Cái cao cốt xăm á hả con? Dạ cao cốt nấm linh chi ạ. À cao cốt nấm linh chi thì bao nhiêu vậy? Dạ 159 đồng. 159 à? Dạ.
Hôm nay cô mua thì cô sẽ được tặng một cái sâm viên và sâm hoặc là sâm nước ạ. Vậy đó hả? Dạ. Ok, để cô hỏi lại cho cái nhà có chịu không, tại muốn cái sâm nước. Dạ không, thì chú con chỉ có cái cao cốt nấm linh chi thôi nha cô. Cô cho con hỏi cô ở thành phố nào, tiểu bang nào vậy cô? À, cô ở Cali. Cô Cali, con thấy số 630. Dạ. Dạ, tại vì con thấy là cô rất là thích sâm nước nè. Ngày nào cũng gọi là hỏi có mua một tầm một sâm nước hay không, là con biết cô rất là thích sâm nước của công ty gom sâm tụi con. Thì hôm nay cô có thể mua cái cao cốt nấm linh chi, cô được tặng luôn nguyên một cái set sâm nước. Dạ. Cô có thể là chia sẻ với tụi con cô đã sử dụng sâm nước tốt như thế nào, cô chia sẻ tụi con được không? Vậy thì hả, cô mua cho hả con nó uống hả, nó thấy nó thích. Còn cô thì hả nấm á, cái quên nó hả sâm anytime với lại hả sâm lát nè, rồi hả cao cô cô thích là cái sâm nước cô mua. Chờ em một tí nha, chờ em một tí. Nó uống thì nó thích. Dạ. Nó hả bây giờ cô muốn hỏi nếu mà thì nó thấy nó tốt, uống vô thì nó khỏe đó. Dạ. Nó thích. Cho nên bây giờ nó muốn cái đó, nhưng mà không biết cô mua một tặng một bữa nay không có. Dạ, dạ không có đâu cô, cái lâu lắm cô ơi, cho nên là tụi con lâu lắm tụi con mới có cái một tặng một, có ngày Tết đó cô, mà tụi con mới có. Rồi con cảm ơn mẹ cũng không có hả? Dạ, dạ không, dạ, không. Cảm ơn cô nhiều cảm nha. Cảm ơn cô. Dạ. Cô coi để chừng nào có thì cô mua, còn mấy cái kia cô mua thì cô mới mua cái sâm lát rồi. Dạ. Bữa đó ăn ngon cần hết mua lại rồi. Dạ rồi. Hôm nay tặng một rồi thì giờ hả mấy chi cũng còn kìa con, chỉ có cái sâm nước con cô nó uống mà mới một tặng một, giờ nó uống hả còn có mấy gói hết, tưởng đâu có thì cô mua cho nó. Dạ, dạ còn mấy gói hết là chắc lâu lắm cô, cho cô phải mua đi, hôm nay có promotion đặc biệt á. Dạ. Rồi cô có thể suy nghĩ lại đi rồi có gì gọi lại cho chúng con nha. Cảm ơn cô. Hello, xin chào 714, thanh tí xin nghe hả? Hello. Dạ em chào chị. Thế ơi, bây giờ đã có cái thuốc sủng cá mập chưa vậy? Dạ chưa có chị, sủng cá mập thì tụi em chưa có nha. Thì khi nào có tụi em sẽ báo trên đài, lúc đó là âm hồ quý vị khán giả sẽ gọi vô nhiều lắm, nhưng mà chưa có chị à. Dạ. Dạ. Chị hôm trước order rồi nhưng mà nói là một tuần nữa nó về, nhưng mà bây giờ cũng lâu rồi. Dạ, tại vì em không biết nữa, chứ có thể là vấn đề vận chuyển, tụi em không có kiểm soát được cái vấn đề vận chuyển đó chị. Hay là làm giấy tờ, hiện giờ FDA họ làm giấy tờ rất là khó, họ kỹ lưỡng lắm về vấn đề đó luôn đó chị à. Cho nên là bây giờ nó hơi chậm chạp về giấy tờ ở đây nữa. Bởi vì bây giờ chị biết là dược thảo bây giờ nó có vấn đề, nó phạm lỗi đúng nhiều rồi. Quá, cho nên bây giờ họ thấy như vậy, bây giờ họ kiểm soát rất là kỹ. Cho nên là tụi em sẽ phải chờ thôi. Yeah. Dạ chị thấy tỏi không? Rất là lâu. Bây giờ có sản phẩm tỏi rồi, bà con chờ quá trời luôn. Bây giờ có chưa? Khi có FDA chúng tôi mới dám công bố lên cho quý vị. Dạ. Dạ chị ơi, có sủng cá mập thì nào có tụi em sẽ báo trên TV nha. Ok. Dạ em cảm ơn. Dạ chào chị. Quý vị biết không, bây giờ sản phẩm bây giờ có vấn đề nhiều về dược thảo quá, cho nên hiện giờ FDA họ rất là kỹ lưỡng về tất cả các sản phẩm dược thảo. Cho nên là những cái sản phẩm của chúng tôi, quý vị thấy là chúng tôi bán trên đài là có kiểm soát hết tất cả. Cho nên là chậm mà chắc. Đúng được rồi. Gì những cái gì mà mình bỏ vào trong cơ thể của mình phải quan tâm đến nó, nếu không là nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe quý vị lắm. Uống vào khỏe thì không nói gì, nhưng mà nó hại, cái gì mà nó phá thì nó nhanh hơn là nó là khỏe, nó khỏe. Tốt đúng không em? Đúng rồi thưa chị. Vì vậy chúng tôi cũng muốn là quý vị sử dụng những sản phẩm bên cạnh những cái quà tặng, thì chắc chắn là những cái sản phẩm này nó phải vừa tốt cho cơ thể mà cũng giúp cho chúng ta khỏe hơn. Thì cho nên quý vị thấy là có những sản phẩm như sủng cá mập, trong một thời gian chúng tôi mới có lại là bởi vì đợi FDA chứng nhận đàng hoàng của giấy tờ rồi chúng tôi mới công bố bán cho tất cả mọi người. Thì hôm nay thì quý vị nào mà thích về sản phẩm cao cốt nấm linh chi thì đây là cơ hội để quý vị mua, bởi vì mua một sẽ được tặng một hộp sâm viên hoặc là một hộp sâm nước cho tất cả quý khách thính giả. Dạ quý vị, ta nói là sức xây dựng á, thì nó từ từ, nhưng mà tàn phá là một là xong luôn. Cho nên là quý vị sử dụng sản phẩm nào quý vị cũng phải cẩn thận cho Thanh Thúy. Với sản phẩm gum sâm, nhân sâm của công ty gum sâm Rio, quý vị phải lo. Quý vị nào mà có con cái, họ kêu họ nghiên cứu về công ty gum sâm, quý vị thấy là bao nhiêu lâu đời và hiện giờ nó rất là được tín nhiệm bởi người dân Hàn Quốc. Và quý vị nghĩ là mình điển hình là quý vị sử dụng, quý vị thấy có kết quả rất là tốt đúng không ạ? Và sản phẩm của chúng tôi đạt tiêu chuẩn, vượt tiêu chuẩn luôn. Riêng cao cốt nấm linh chi này, quý vị đi vào thị trường nào, quý vị thấy nghe đến nấm linh chi rất là nhiều đúng không ạ? Nhưng mà
12% thôi, vì 12% nấm linh chi thôi. Còn tất cả sản phẩm trong đó là thành phần gì chúng tôi không biết. Nhưng đây đó, nó ghi rất là rõ, tại vì theo cái luật của Hoa Kỳ là bắt buộc phải công khai ở ngoài viết sao đây thành phần. Thì thành phần của chúng tôi 40% nè, 40% trong đây là nhưng là linh chi nhớ vị nha, 40% là linh chi, còn 3% là nhân sâm. Cho nên là ở ngoài là quý vị thấy chỉ có 12%, còn trong tay chúng tôi ghi 40% rất là rõ trong đây. Quý vị nhìn phía sau quý vị thấy là chữ to thật là to. Cho nên là quý vị sử dụng sản phẩm của chúng tôi, quý vị sẽ cảm thấy là có hiệu quả nhanh. Tại sao các cô chú nói uống Sam Anytime xong một ngày là khỏe liền? Nhiều cô, nhiều chị em phụ nữ nói là uống Sam Anytime xong khỏe, là nó hợp với cơ thể của mình liền. Tại sao hợp với cơ thể của mình liền? Thì nó có kết quả nhanh. Khi mà tâm lý bao giờ cũng vậy, có kết quả nhanh mình mới kiên trì mình uống. Còn nếu mà uống qua ngày này qua ngày nọ, tuần này qua tuần nọ mà vẫn thấy y chang như vậy thì mình lại không có niềm vui, không có niềm tin. Như là quý vị bị mất ngủ gì đó, mà uống một cái sản phẩm mà ngày thứ sau mà mình ngủ, mình có giấc ngủ lại liền á, mình sẽ thấy phấn khởi vui hơn đúng không ạ? Còn nếu mà đợi đến tháng sau thì nó sẽ không có làm cho quý vị có niềm tin. Cho nên muốn có kết quả nhanh thì phải có chất lượng, cái hàm lượng nó phải nhiều hơn nữa. Nhưng mà hàm lượng nhiều hơn thì nó sẽ đắt tiền hơn. Nhưng mà quý vị muốn mà có hàm lượng nhanh mà cái số tiền của mình vẫn có, nghĩa là nó không có quá chênh lệch nhiều, thì bắt buộc công ty đó phải có số lượng lớn. Phải số lượng lớn và nhiều cái sự ủng hộ của nhiều khách hàng thì họ mới có thể làm quý vị là giảm được cái giá thành cũng như là chất lượng thì tăng. Cho nên là quý vị lựa chọn những công ty lớn là cái sự lựa chọn tốt nhất. Còn nếu mà quý vị lựa chọn những công ty nhỏ thì nó đâu có đủ để mà cái số lượng, quý vị mà nghĩ coi số lượng lớn thì giá thành nó sẽ rẻ hơn. Công ty của chúng tôi rất là lớn quý vị, cho nên là quý vị chọn đúng công ty rồi. Sum Anytime, quý vị thấy không, quý vị uống quý vị rất là có kết quả nhanh chóng. Hôm nay Sum Anytime mua 2 hộp Sum Anytime, mua 2 set Anytime, quý vị cũng được tặng một cái nồi luôn. Được tặng cái nồi và được có thể là mua cao cốt nấm linh chi chỉ có giá 60 đồng vẫn giữ cho quý vị. Và nếu quý vị mua hộp nghệ cũng có 6 đồng thôi. Và hộp tỏi chỉ có 75 đồng. Chúng tôi vẫn giữ promotion như vậy. Nhưng nếu quý vị nào nói tôi mua cao cốt nấm linh chi không, từ vì Thanh Thúy thấy khán giả rất là nhiều. Thanh Thúy lúc nào cũng nghĩ đến quý vị, nghĩ đến là làm sao quý vị được có một sức khỏe tốt. Thanh Thúy nói nhiều lần quý vị cứ nghĩ làm sao mình có một cái sức khỏe tốt đi. Tập thể dục nhiều, uống nhiều nước và sử dụng dược thảo đều đặn giùm cho Thanh Thúy để quý vị có một cái sức khỏe thật là khỏe mạnh khi mà về già. Điều đó quý vị chỉ cần lo lắng điều đó. Còn khi mà quý vị coi chương trình của Thanh Thúy, Thanh Thúy chị cũng là người trung gian thôi, Thanh Thúy không phải là owner ở đây, không phải người chủ. Thanh Thúy sẽ làm điều tốt nhất để có thể được, để cho quý vị giảm được cái giá thành cũng như là có nhiều quà. Và quý vị thấy là Thanh Thúy nói là Thanh Thúy làm liền à. Cho nên là quý vị chỉ cần uống cho khỏe đi, tập nghĩa là tập trung tới tinh thần mình cho nó thật là thoải mái, đừng lo lắng về vấn đề ok tôi mua có được rẻ hay không, tôi mua có bị lỗ hay không. Điều đó quý vị đừng lo, lo nó sẽ làm cho quý vị mất ngủ và tinh thần quý vị không có tốt. Điều đó quý vị tin vào chương trình của Thanh Thúy, quý vị xem là Thanh Thúy rất là tri ân, là rất là quý những cái gì mà quý vị bỏ cái thời gian đó xem chương trình của Tìm Lại Tuổi Xuân. Cho nên Thanh Thúy sẽ làm điều tốt nhất để cho quý vị không lo lắng, và khi mà mua sản phẩm chỉ có là uống cho khỏe thôi, còn vấn đề khác và tặng và promotion tốt để cho Thanh Thúy lo cho quý vị. Thanh Thúy sẽ đại diện cho người tiêu dùng chứ Thanh Thúy không có đại diện cho người bán đâu. Được, cho nên là quý vị an tâm về điều đó. Hôm nay quý vị thay vì quý vị nói là phải mua 2 cái cao cốt nấm linh chi mới được tặng quà đúng không ạ? Quý vị không cần phải như vậy nữa. Quý vị chỉ cần mua một set thôi, vì Thanh Thúy cũng muốn tiết kiệm tiền cho quý vị. Mua một set cao cốt nấm linh chi chỉ có là 159 đồng mà thôi, mà quý vị được tặng nguyên một cái xét xăm nước luôn. Được tặng, không cần mua 2 tặng 1 nữa đâu, mà mua 1 coi như tặng 1 rồi. Mua một cái cao cốt nấm linh chi, mua được tặng một set xăm nước luôn. Mà chưa hết nữa, chia sẻ cho chúng tôi đi, chúng tôi tặng cho quý vị một cái đông trùng hạ thảo nước một set luôn. Còn cái cao cốt nấm linh chi này quý vị cần có lắm. Tại vì tại sao có cô chú ngủ được nhưng mà ngủ có sâu hay không? Phải cần ngủ sâu để mà không có thức dậy hoài. Thức dậy nó ảnh hưởng đến giấc ngủ của mình. Làm sao các cô chú phải ngủ từ 1 giờ sáng đến 3 giờ sáng là phải ngủ sâu, chìm sâu vào 3 cái tiếng đó. Tại vì 3 cái tiếng đó nó là giúp cho quý vị cấu tạo về da. Nó sẽ sửa đổi lại cái làn da của quý vị. Làn da của mình bị nám, làn da mình bị nhăn. Làn da mình cần có chất elastin là chất đàn hồi. Nó sẽ sửa đổi lại cho quý vị. Cho nên quý vị cần ngủ sâu, thật là sâu dùm cho Thanh Thúy. Hello, xin chào 678 à. Hello.
Hello, xin chào 678. Dạ, con nghe cô ơi. Dạ. Phải một mình mà mua xăm lát thì cho tỏi đen bao nhiêu cân? Dạ, cô mua 4 cái hộp xăm lát. Cô được tặng một cái hộp... bây giờ cô muốn tỏi đen, con tặng cho cô cái hộp tỏi đen nữa, ký tỏi đen luôn. Dạ. Dạ, nếu mà mình chia sẻ thì có cho thêm gì không? Tặng cho cô đông trùng hạ thảo nước, một set đông trùng hạ thảo nước luôn cô à. Hello, dạ. Chương trình tìm lại tuổi xuân ạ. Chia sẻ thì cho đông trùng hạ thảo nước. Một set luôn, đúng rồi cô à. Cho cô tặng cho cô một set đông trùng hạ thảo nước luôn nha. Vậy thì lấy 4 cái xăm lát. Được tặng nửa ký tỏi. Được tặng nửa ký tỏi nè. Rồi, còn được tặng thêm một câu chia sẻ xăm lát cô đã sử dụng như thế nào. Cho chị cái hộp này. Không, tôi không có... Sử dụng. Tôi mới lần đầu tiên uống xăm lát á. Rồi. Chia sẻ thì tôi sẽ chia sẻ về cái thuốc bổ nho. Dạ rồi, cô chia sẻ đi. Dạ, mà lúc đó lại thì không có gì chung. Dạ, con mời cô à. À, tại vì cái thuốc bổ nho tôi uống qua rồi, tốt lắm. Dạ. Rất là tốt. Cái nho bịch giống như cái thuốc bổ nho bịch nhỏ nhỏ giống như chuối vậy đó. Dạ. Nhà tôi ai cũng khen hết, rất là tốt. Xăm viên. Dạ. Tốt như thế nào vậy cô? Và nó tác dụng đến cơ thể cô như thế nào? Nó rất là khỏe nha. Nó khỏe, trong người khỏe lắm. Mà mình ngủ thức dậy nó cũng không có giật giờ, nó không có mệt mỏi. Nó rất là khỏe, mà mấy đứa con tôi nó cũng rất nó thích lắm. Wow, vậy hả cô? Rồi, con tặng cho cô một cái hộp đông trùng hạ thảo nước nha. Dạ rồi. À, tôi không lấy đông trùng hạ thảo nước, tôi muốn lấy kẹo xăm được không? Tiếc là tụi con không còn hộp kẹo xăm nào, bây giờ có, không còn một hộp nào á cô ơi. Dạ, chỉ còn nợ thôi, nợ khán giả kẹo xăm thôi à. Nợ bữa giờ mình tặng đó, bây giờ mình nợ thôi à. Hello. Nợ để trả thôi, tiếc không có đủ để mà tặng nữa. Dạ. Ok. Dạ, con tặng cho cô đông trùng hạ thảo nước nha. Có nhiều người uống nước đi cô, cái này thì nó giúp cho người mình khỏe lắm. Có nhiều cô chú nói ngủ con vì cái đông trùng hạ thảo nước này nè. Dạ cô. Dạ rồi, con cảm ơn cô. Con chào cô. Dạ, có một vị khán giả cũng mới gọi vào và chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời cô. Cô nói là xã cô bị bệnh á. Dạ. Rồi có mua phun đan ở chỗ kiểu của anh nhiều lần. Mua mấy lần rồi, 3 lần rồi. Với lại mua Some Any Time á. Tốt lắm. Ông xã cô cũng khỏe lắm. Dạ. Mà sử dụng hay tốt nó như thế nào thưa cô? Tại vì ông xã cô bệnh nặng mà. Dạ. Rồi ông xã cô giống như là kiệt sức á. Dạ. Kiệt sức hàng gì giờ chỉ cần nhờ dùng cái mấy cái thực phẩm này. Dạ. Rồi làm cho ông xã cũng khỏe. Dạ cũng vâng. Bớt đau đớn. Dạ. Rồi, cảm ơn cô đã chia sẻ về cái điều này. Some Anytime cũng giúp cho chồng của cô cũng đỡ về cái vấn đề mà không còn bị kiệt sức nữa. Dạ. Và Fucodan đó. Fucodan là dùng dạng viên hay là dạng nước thưa cô? Cô mua dạng viên hả? Dạng viên, dạ. Uống để ngăn ngừa ung thư cô ha? Dạ vâng. Rồi, hôm nay cô gọi vào chia sẻ, con tặng cô cái hộp đông trùng hạ thảo nước nha. Rồi, con cảm ơn cô nhiều lắm. Chào cô. Dạ thưa quý vị, thì cái nó tiếp tục cái cao cốc nấm linh chi này cho quý vị nha. Quý vị nào á mà bị gọi là ngủ lửa chừng đúng không? Thì cái ngủ sâu nó rất là quan trọng. Làm sao quý vị ngủ từ 1 giờ sáng cho tới 3 giờ sáng. 3 cái tiếng đồng hồ đó là cái 3 tiếng cực kỳ quan trọng. Đừng bỏ lỡ cái 3 tiếng đó. Quý vị có thể ngủ từ 11 giờ cho tới 5 giờ sáng. Tuyệt vời, không sao cả. Quý vị thức dậy không sao cả. Mà cũng đừng có ngủ từ 2 giờ sáng cho tới 6 giờ sáng không tốt. Hoặc là từ 3 giờ sáng cho tới cũng không tốt. Từ cái thời giờ mà nó làm việc cái làn da của quý vị và sức khỏe của quý vị là nó tái tạo lại hết. Đó là nó detox lại, nghĩa là nó build lại. Điều lại là xây dựng lại cái hệ thống trong cơ quan của quý vị. Cái nào mà bị sai từ cơ thể của mình rất là tốt, hệ miễn dịch sức đề kháng rất là tốt. Và nó giống như có những cái chiến sĩ mà làm việc cực lực quý vị trong cơ thể. Cái thời gian quý vị nghỉ ngơi là thời gian nó sẽ thay đổi, là sửa đổi lại hết. Giống như là cái computer là người ta nói là nó reset lại reset hết. Reset lại hết cho quý vị. Da của quý vị nào bị nám
hoặc là bị nhăn, hoặc là bị mất cái sự đàn hồi, cái chỗ nào mà nó nghĩa là nó chạy loạn xạ hết, thì nó có một cái hệ thống nó sẽ kiểm soát lại cho quý vị khi quý vị ngủ. Khi ngủ nó mới có thể làm được thôi, nó kiểm soát lại cho nó trật tự đàng hoàng. Còn nếu không nó chạy loạn xạ luôn quý vị, nó ngày hôm nay không có được kiểm soát, ngày hôm kia nó cũng không kiểm soát, thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của mình lắm. Cho nên làm gì thì làm, phải ngủ sâu, từ cả sâu từ 1 giờ đến 3 giờ sáng là quý vị phải ngủ sâu không biết gì cả. Ngủ mà cái ok tôi muốn đi tiểu, hoặc là tôi muốn đi restroom, có đi tiểu hay không? Ok, Thanh Thúy biết điều đó nhiều lắm. Tôi muốn đi tiểu hay không? Ok, thức dậy đi tiểu. Cái đó là quý vị chưa ngủ sâu, hoặc là ngủ nằm mơ hết cái này, nằm mơ hết cái nọ, nó nhảy lung tung như vậy cũng là không ngủ sâu. Hoặc là ngủ mà ai làm gì bên ngoài cũng biết là cũng không có ngủ sâu. Cho nên từ 1 giờ sáng đến 3 giờ sáng quý vị làm ơn phải ngủ thật là sâu giùm cho Thanh Thúy. Làm gì cũng phải ngủ là sâu. Nhưng mà có nhiều cô chú là cứ 1-2 tiếng là phải thức dậy à, 1-2 tiếng là phải tỉnh lại, vậy là mình chưa ngủ sâu. Đó là cơ thể của mình chưa có khỏe quý vị. Cho nên hoặc là mình bị lá gan, hoặc là cơ thể của mình nó có vấn đề, cho nên nó bắt quý vị thức dậy làm tỉnh dậy quý vị. Từ gì cho nên là đó là những cái triệu chứng là bị mất ngủ. Hoặc là mình khi mà bị mất ngủ đó chị thì làm cho ngày hôm sau chúng ta không có cái sức nữa, lắm, rất là mệt. Mệt lắm. Da vẻ nó không được đẹp, mà cái thần thái của mình cũng sẽ không được tốt nữa. Và da của quý vị nó sẽ bị chảy xệ. Nếu quý vị không ngủ tốt thì da quý vị chỉ chảy xệ. Tại sao? Từ vì da nó không có kiểm soát cái mức cái elastin, giúp cái đàn hồi, mình sẽ bị mất cái gì quý vị thấy dễ dàng là mình mất mỡ đi. Cái da của mình nó sẽ không có phát chất mỡ đi, nó sẽ còn cái da không à, nó không sờ vào nó mềm èo và nó không có cứng nữa mà nó lỏng lẻo, thì lúc đó thì da quý vị sẽ sao, không có cái khối để nó build thì nó bị chảy xệ xuống. Cho nên quý vị cần cái chất elastin, cần cái sức đàn hồi bằng cách là bị uống nước và ngủ đủ giùm cho Thanh Thúy. Hello, xin chào 714, Thanh Thúy xin nghe. Dạ. Yeah. Cô thấy. Dạ, yeah, con nghe cô ơi. Mùa nấm cái gì đó con mới quảng cáo đó. Cao cốt nấm linh chi à? Dạ. Yeah. Con nó ngủ ngon lắm phải không? Dạ, yeah, ngủ sâu cô à, ngủ sâu giúp cô ngủ ngon và ngủ sâu. Dạ. Yeah. À, với lại gan đồ lọc tốt phải đúng không? Rồi, thanh lọc lá gan, đúng rồi cô à. Để cho tôi một hộp đó đi. Cô lấy thêm cái hộp xăm viên nha, con tặng cho cô cái đó nha, một cái set xăm viên luôn. Xăm viên đó là ngày sau mình ngậm hay là mình uống? Uống đó cô à, cô có nghe xăm anytime xăm viên không? Thì xăm anytime xăm nước mà bữa giờ tôi quảng cáo mà khán giả mê được còn nhiều đó. Thì đó là dạng nước, cô uống dạng bằng nước. Còn cái xăm viên thì cho khán giả nào mà không có uống xăm được thì dễ uống hơn bằng xăm viên. Thì con tặng cho cô một set xăm viên để cô thử sử dụng nha. Rồi một hộp đó là bao nhiêu viên vậy cô? Là 90 viên cô, 180 viên, tổng cộng là 180 viên nha cô nha. Dạ, yeah, một cái set luôn. Rồi cái hộp đó bán bao nhiêu vậy cô? 125 đồng, mua 2 tặng 1. Dạ. Yeah. Vậy rồi cô tặng cho tôi cái đó đi. Rồi tặng cho cô cái đông trùng hạ thảo nước, rồi người cuối cùng luôn, cô không cần phải chia sẻ, tụi con không còn thời gian nữa. Con cảm ơn cô rất là nhiều. Rồi, con chào cô và... cùng với khán giả đó, xin kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thật là nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Xin hẹn gặp lại quý vị.